bài, thắng bại tại kỹ năng. Trong cuộc sống dài bất tận của ta, đã từng có vô số trải nghiệm diệu kỳ. Ta từng là cửu chỉ hồ thông minh và xinh đẹp, cũng đã hóa thân thành loài người với sức sáng tạo vô tận. Dùng phép thuật để đổi lấy kiến thức nhân loại, những tri thức ấy vô cùng hữu ích cho ta. Hãy tiếp tục khai phá đi, hỡi loài người. Ta thích thế giới mới mà các ngươi sáng tạo nên. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.